đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đây hoan hỷ, kia hoan hỷ, tâm người thiện hạnh, mọi đàn, mọi vui. Ăn vui, hoa nở, nụ cười, mắt nhìn, phước sự, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Y tha mô đàng, tì bê cha mô đà tì, tha ta buôn nhô, ô bà giác tha mô đà tì. Somodati. Sorry, con màn hình đi lại. Somodati, sopa modati. Đi qua khăm ma, vi sun thi mắt ta nô. Itha modati, bê chan modati. Ca ta puôn nhô, ô pa riát tha mô đa ti. Sô mô đa ti, sô ma pha mô đa ti. Đi qua khăm ma, quy xuất thi mát ta nô. Dạ, Tâm Phương đã đọc xong, mời vào kế tiếp ạ. Sa thu lành thầy Xích Tâm Phương. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, lão pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 16 và kính cảm ơn các quý đạo hữu trong room cho biết nghe rõ. Itha mô đa ti, pe cha mô đa ti. Ta ta pun yo upa yatha modati. So modati, so pa modati. Diswa kamma visuti matantano. Itha modati, pekya modati. Ka ta pun yo upa yatha modati. So mô đa ti, so pa mô đa ti, di swa kamma vi su thi mat ta no. Itha mô đa ti, pek cha mô đa ti, ka ta pun yo upa ya tha mô đa ti. So mô đa ti, so pa mô đa ti, Diswa kamma visuti matano. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Đây hoan hỷ, kia hỷ hoan, tâm người thiện hạnh. Mọi đàng, mọi vui, an vui hoa nở nụ cười. Mắt nhìn phước sự, thảnh thơi nhẹ nhàng. Bản phổ thư của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Gia Con xin được xuống. Mến mời Xích Ta Ái Minh. Dạ, sa thu lành thay, cảm ơn huynh trưởng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sanh Kha Giả. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tự Duyên. Dạ, Minh kính chào quý anh chị. Con tri ân cô Tự Duyên, cảm ơn chị Quang Nguyệt, chị Nhật Quỳnh, chị Trần Đạo, chị Ràng Đông. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 16. Cảm ơn huynh trưởng ạ. Y tha mô đa ti bá cha mô đa ti ca ta bùn nhô upa gia tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti di sa cầm ma vi su ti ma ta nô. Y tha mô đa ti bá cha mô đa ti ca ta bùn nhô upa gia tha mô đa ti sô mô đa ti sô ba mô đa ti di sa cầm ma Visuti matano. Itha modati pacha modati. Kata munyo
đa ti so ba mô đa ti đi sa cam ma vi su ti ma ta nô nay vui đời sao vui làm phước hai đời vui người ấy vui an vui thấy nghiệp tịnh mình làm bản dịch của hòa thượng Minh Châu y tha mô đa ti ba cha mô đa ti ca ta bu nhô pha gia tha mô đa ti so mô đa ti so ba mô đa ti đi sa cam ma vi su thi ma ta nô đây hoan hỷ kia hỷ hoan tâm người thiện hạnh mọi đàn mọi vui an vui hoa nở nụ cười mắt nhìn với sự thảnh thơi nhẹ nhàng phụ thơ của hai tường dây đức và kính gợi nít lại đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn cô ấy mình. Dạ cảm ơn Sích Rằng Đông cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Sích Hoa Nguyệt cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức vừa quan năm giao đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đa hữu người giao đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài pháp quốc kinh số 16. Dạ cảm ơn Minh Bạch Thanh Na cho bài học. Y tham mô đa ti bát cha mô đa ti ca ta buồn nhờ u pha giá tham mô đa ti sơ khoan mô đa ti đít sò cầm ma quy suốt thị mát ta nô. Nay vui đời sau vui làm phước hai đời vui. Người ấy vui an vui thấy nghiệp tình mình làm. Và đây bà bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Y tha mô đa ti bạch cha mô đa ti ca ta buôn nhô phà yát tha mô đa ti sơ mô đa ti sơ bà mô đa ti đề sa cam ma quỷ xua thi ma ta nô. Đây hoan hỷ kia hỷ hoan tâm người thiện hạnh mọi đàn mọi vui an vui hoa nở nụ cười mắt nhìn phước sự thảnh thơi nhẹ nhàng. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Bình kính lễ cô tu nữ thăm má cha rí vừa vào đạo tràng. Cô ơi hôm nay cô có ôn bài không, cho Nhật Bình một tín hiệu à. Dạ nếu mà cô không cho tín hiệu là Nhật Bình khóa sổ nha. Alo cô tu nữ thăm má cha rí có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ vậy là mời cô nha, chứ không thì Nhật Bình khóa sổ đó. Dạ, xa thú kính cảm ơn cô tu nữ thăm má cha rí. Lâu quá cô không cầm mic nên mic nó bị sét rồi. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu.
Dạ, bây giờ thì hết giờ luôn. Cảm ơn cô rất là nhiều. À, đã cầm mic nhưng mà mic lâu quá cô không cầm nên nó xét rồi cô ơi. Dạ, cảm ơn rằng đám ơn chúc ngăn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh, à, con kính đảnh lễ để Đức Tuệ Đức vừa vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, cô ấy Minh Minh Bắc Thanh á. Xích Tâm Hương, Xích Thi Na, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới, câu pháp cú kinh số 17. Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được để Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Nga Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, ai nắm vương lao cả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 17. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cuộc sống cứ trôi đi mãi như vậy, và hết cái thấy rồi cái nghe, ngửi nếm xúc chạm, rồi tham sân si chỉ quẩn quanh ở những cái mà mình trong đời sống hàng ngày, tất cả mọi thứ ở trên đời chỉ là tứ đại. Và những cái thân vô nghĩa này, và chúng ta không học hiểu, không khéo học hiểu giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không hiểu được lời dạy của Ngài, và chúng ta cứ mải mê trong sanh tử. Do vậy chúng ta học Phật Pháp thì luôn luôn phải quay về với khoảnh khắc này, để chúng ta xem thử xem trí tuệ của mình đạt tới đâu. Khi nào mà chúng ta chưa hiểu về khoảnh khắc này thì chúng ta xa rời với Đức Phật vô lượng. Vì sao? Vì vô minh. Vô minh chúng đẩy chúng ta ra xa khỏi cái khoảnh khắc này, và chúng luôn đưa chúng ta đi đến những cái câu chuyện rất là xa. Do vậy là chúng ta phải luôn luôn nhớ về cái điều đó. Nếu chúng ta không nhớ về điều này thì chúng ta sẽ không chấm dứt được khổ đau. Kiếp sau chúng ta là ai? Chắc chắn một điều chúng ta không thể biết được. Nhưng mà kiếp sau thì cũng không có ai ở trên thế giới này. Nhưng cũng chỉ có sáu căn hiện khởi ở đây, ở kia. Và rồi cũng lại kinh nghiệm những cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm như những gì chúng ta đang kinh nghiệm ở đây. Nhưng mà ngay ở đây chúng ta không có cái hiểu biết, và rồi chúng ta lại mong kiếp sau được như thế này, như thế kia,
thì liệu rằng chúng ta có thực sự hiểu giáo pháp của Đức Phật hay không? Đó là điều mà chúng ta phải luôn luôn khắc sâu vào trong tâm trí của mình. Luôn luôn hãy quay về khoảnh khắc này thì mới biết được ai là người có trí tuệ và ai là người xứng đáng là con của Đức Phật. Chúng ta phải luôn luôn nhớ về điều đó. Thế giới này không ngoài những cái thấy, cái được thấy, cái được nghe mà suốt nó sanh khởi suốt từ sáng tới chiều. Và chúng ta không có một chút hiểu biết nào về chúng hết. Đó là điều mà chúng ta học Phật Pháp là một cái lỗi lầm rất là lớn. Đó là một cái điều rất là sai. Và chúng ta cần phải luôn luôn nhắc nhở nhau rằng hãy đi về với cái thấy đang là, cái nghe đang là, cái ngửi đang là, cái lếm, cái xúc chạm đang là, để chúng ta thấy thực sự chúng không có ai, không có con người, không có một cái vật gì trên đời, mà chúng chỉ là những cái danh, cái sắc vô nghĩa và rất là tạm bợ, vô thường. Đó là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Ngay bài kinh đầu tiên Đức Phật đã dạy, này các tỳ kheo, mắt là vô thường hay là thường? Chúng ta phải nhớ cái điều đó, chớ có bỏ qua cái điều dầu chúng ta học kinh điển như thế nào. Nhưng mà chúng ta không có nói cho nhau về khoảnh khắc này, thì tất cả những cái điều đó chúng ta đang nói trong mộng mơ, trong khái niệm, trong ngôn từ. Chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta học cái này cái kia cao siêu, nhưng mà ở ngay đây thì chúng ta lại không biết cái gì cả. Thì quả thật là chúng ta đang sống ở trên mây mà chúng ta không có biết được, mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình là người trí, thì quả thật là một điều vô cùng tai hại cho chánh pháp. Chúng ta phải là cái người học thực thấy, thực biết những cái gì sanh khởi trong đời sống, rồi từ đó mới tiến sâu vào cái đạo lộ, nó mới hiện khởi được. Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ một cái điều đó mà Đức Phật đã luôn luôn nhắc nhở về cái thực tại. Bây giờ thì chúng con vào cái bài pháp này, chúng con xin đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi sahato phagawata thammo thammang namasami supatipanno phagawato sawaka sangho sanghang namasami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân Đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe tử luân hồi, Ngài diệt tận vô minh và phiền não, Ngài quả thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh, nhưng chỉ với ai có niềm tin chân chánh nghe và thực hành theo lời dạy chánh pháp, người ấy mới được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có những duyên lành gieo hạt giống đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng nghiệp quả luân hồi của mình, và nhất là chứng đắc được tứ thánh đế thánh đạo, thành tựu đầy đủ ba năm mật, nếu chi được niết bàn. Do đảnh lễ ân Đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng phước báo này đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sâm, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ, chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng con lại tiếp tục chia sẻ câu kệ số 17. Chúng con xin đọc một lần ạ. Ithatapati pichatapati papakari upajatapati papangme katanti tapati phiyo tapati dukatingato. Kẻ làm ác bực bội ở đời này, bực bội sau khi chết,
Bực bội ở cả hai đời, bực bội nghĩ rằng ta đã làm điều ác, bị đi đến khổ cảnh, kẻ ấy bực bội nhiều hơn nữa. Ai làm ác? Chúng ta phải nhớ không có người làm ác, mà chính là phiền não tham sân si thúc đẩy một hành động của nghiệp. Do chúng ta tiếp xúc với cái được thấy, nên phát sinh ra xúc làm cho một cảm thọ khó chịu, không vừa ý, nên là nó tác động đến một động lực tham, hoặc động lực sân, hoặc động lực si. Và chính cái phiền não này chúng đã tích lũy, chúng có chướng nhiều đời. Đó là một hành uẩn. Khi đó, chúng phiền não chúng đã đau khổ ngay từ lúc chúng sanh lên, và chúng lại tiếp tục đẩy cho thân khẩu ý tác động tạo một cái hành nghiệp ác. Và nghiệp ác nó hoặc khổ về tái sanh vào nơi cảnh giới khổ. Khi chúng cho vào cảnh giới tái sanh nơi cảnh giới khổ thì chúng lại gặp phải những cái quả ác nghiệp đó, và khi bị đánh thì lại một tiếp tục cái phiền não do tích lũy đó chúng lại sanh khởi. Chính vì vậy là gọi là nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu này như vậy, do sự tích lũy. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là phiền não chúng tích lũy theo con đường của chúng, mà trí tuệ cũng tích lũy theo con đường của chúng, thiện pháp cũng tích lũy theo con đường của chúng. Như vậy tất cả pháp đều là vô ngã, do duyên mà sanh, không có một ai có thể kiểm soát được bất cứ một cái gì ở trên đời. Chính vì vậy nên là những cái duyên được nghe chánh pháp này là nó khởi sanh lên trí tuệ, và chính trí tuệ chúng hiểu các pháp là vô ngã và xả ly khỏi cái vòng kiềm tỏa của thiện và bất thiện để sanh tử luân hồi này. Nên đó chúng ta nhớ là thấy ngày nào mà chúng ta còn yêu thích cái thiện, mà chúng ta còn ghét những cái phiền não nợ hoặc, ngày đó chúng ta còn khổ đau. Ngày nào cái điều bất thiện chúng ta phải hiểu chúng không phải là tôi. Ngày nào mà chúng ta hiểu thiện cũng không phải là tôi, và chúng ta thấy các pháp hữu vi dầu là trí tuệ chúng cũng rất ngắn ngủi vô thường, thì ngay lúc đó Đức Phật dạy chúng ta cái con đường bát chánh là xả ly và tận diệt tất cả các pháp hữu vi đó. Thì ngày đó con của Ngài mới thật xứng đáng, mới thật thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thường thì chúng ta rất yêu những cái điều thiện do mình làm, nhưng mà chúng ta lại ghét bỏ phiền não và những cái ai đó mà làm những điều phiền não thì chúng ta không thích, không ưa. Chính cái điều đó chúng ta lại bị cái tà kiến chấp thủ, cho rằng có con người đó làm ác, có con người đó làm thiện, tôi làm thiện, người đó làm ác, mà chúng ta không có hiểu biết các pháp chỉ do duyên mà sanh, và không có một cái ai hay một chủ thể nào trong mọi thế giới, chỉ có danh và sắc, hay chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp. Nên chính vì vậy, bốn cái pháp mà chúng ta phải luôn luôn nhớ, cái này là vô thường, cái này là khổ, cái này là vô ngã, cái này là bất tịnh. Nhưng mà thường như chúng ta học Phật Pháp á, chúng ta luôn luôn quen, và chúng ta làm cái phước gì chúng ta cũng nghĩ rằng tôi làm cái đời này rồi cho đời sau tôi giải thoát. Chúng ta không biết rằng ở ngay đó là đã có tà kiến rồi, mà chúng ta không hiểu được đây là một pháp thiện đang sanh khởi. Chúng có duyên của chúng và rồi chúng diệt đi. Đây là một pháp bất thiện sanh khởi, và chúng cũng do duyên sanh của chúng và rồi chúng diệt đi. Nhưng mà chúng ta lại không thấy được cái điều đó. Đó là một cái sự vô minh rất lớn mà chúng ta cần phải hiểu. Qua cái câu kệ này chúng ta phải luôn luôn nhớ. Ithatapati pichatapati papakari upha yathatapati. Chúng ta biết là cái từ ý thá là đời này. Đời này. Đời này là gì? Đời này là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong cái khung cảnh này, trong cái cuộc đời này. Khi mà chúng ta tiếp xúc những cái ác nghiệp này, những cái phiền não này, chúng thúc đẩy qua thân khẩu ý tạo ra những cái nghiệp ác này, đó chính là đời này. Đó chính là đời này. Từ tapati, căn của nó là căn tap,
cộng với giá cộng với tí. Đó là một cái động từ và bất biến chia ở hiện tại mà ngôi số 3 là chỉ cho sự bực bội, sự đốt nóng, sự sầu than. Sự sầu than, sự sầu than là khi mà phiền não sanh khởi lên chúng sanh thì vô minh nó che đậy và nó thúc đẩy cái tà kiến, làm cho mình bực bội khó chịu đối với cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm. Và từ đó có cái ý niệm về ngã, cho rằng người này làm hại tôi, vợ con tôi không có nghe lời tôi, vân vân. Và ở bên trong thì lại có cái sự chấp thủ tà kiến. Chính vì vậy mà chúng tạo ra những cái ác nghiệp, tạo ra những cái ác nghiệp. Rất là khó loại bỏ được tà kiến, cái ý niệm về ngã. Và chúng ta thấy chúng ta học Phật Pháp năm nay đã bao nhiêu năm rồi, lúc nào cũng có ý niệm tà kiến là tôi học rất là giỏi, tôi như này như kia, lúc nào cũng có cái tôi hết các bạn ạ. Và chính cái tôi này là một cái nhà tù rất là rộng lớn, nó rộng lớn đến không tưởng được. Và ngày nào mà chúng ta không có hiểu về những cái tính chất thực tại trong đời sống thì chúng ta sẽ không bao giờ loại bỏ được cái ý niệm về ngã này. Đó, nên là chúng ta cần phải rất là tinh tế học giáo pháp của Đức Phật. Ngày nào mà còn có ý niệm về ngã thì còn khổ đau. Ngày nào còn ý niệm về ngã thì không một ai có thể bước vào cái con đường tứ niệm xứ được. Nhớ một điều. Ngày nào mà còn có ý niệm về ngã thì không một ai có thể bước chân vào được tứ niệm xứ. Muốn bước chân được vào tứ niệm xứ thì những cái uẩn xứ giới đế chúng ta phải học rất là rành rẽ về mắt tai mũi lưỡi của mình để thấy chúng là vô ngã cái đó. Ngay từ buổi ban đầu cái nhân của nó không có đúng, cái chi kiến của nó không có đúng, thì cái kết quả của nó cũng chỉ là tà kiến, chứ nó không thể là chánh kiến giải thoát. Nhưng là chúng ta cần phải hiểu cái chỗ này rất là ấy. Như vậy sự bực bội, bị đốt nóng ở đây chính là bị phiền não sân tạo ra những cái hành nghiệp qua thân qua khẩu, là những ác nghiệp. Mà ở đây nhất là cái chỗ này thì sao, tức là ganh tị này, tật đố này, mong muốn mình thống lãnh. Ở đây nói về Đề Bà Đạt Đa thì phải cái câu kệ này. Pa Pang Mê cái từ Tháp Bát Tí thì chúng ta đã học rồi phải không ạ? Cái từ Tháp Bát Tí hôm bữa thì các ngài đã dịch hết rồi phải không? Quý vị có cần thiết để mà sư nói thêm không? Cần thiết để nói thêm không? Cái từ bách chá thì chúng ta biết rồi, là sau khi chết. Bách chá là sau khi chết. Bách chá là sau khi chết. Động từ bất biến. Như vậy thì chúng ta thấy sau khi chết là gì? Cái bát tí xâm thí này. Như vậy thì hằng ngày những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm nó cũng chết, nó vô thường lắm. Nhưng mà tại sao nó lại không được gọi là cái chết? Như vậy cái từ patisamthi nó rất là đặc biệt. Đặc biệt tức là lối liền kiếp sống. Còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó là quả của nghiệp trong đời này, nên là nó diệt ở đây. Nó không có nối liền kiếp sống được. Nhưng mà cái từ bát tí xâm thí nè, nghiệp nó nối liền, nó tiếp nối một kiếp sống rất là mau chóng. Chính vì vậy mà những cái nghiệp thiện ác này, ngày nào chưa đắc thánh đạo thánh quả thì nó còn tiếp tục có cơ hội hoạt động cho quả. Đấy. Và chỉ có cái chết của vị A-la-hán là nó không có bát tí sanh thí nữa thôi. Cái đó nó không còn bát tí sanh thí nữa.
Vậy thì chúng ta thấy rằng là các pháp không có sự kiểm soát nào được hết. Quý vị có kiểm soát được cái gì không? Lúc nãy đang hoan hỷ với người này nhưng mà đùng một cái là ghét rồi, phải không nào? Ghét rồi. Có ai chủ động được cái vấn đề gì trên đời này không? Không. Chính vì chúng ta hiểu được vô ngã thì chúng ta mới xả ly. Còn ngày nào mà chúng ta nghĩ rằng tôi làm được cái gì đó, tôi chủ động được một cái điều gì đó, thì tất cả chúng ta đều vấp phải những cái tà kiến, và luôn luôn chúng ta nghĩ con người này ác, con người kia tốt, con người này thiện, và tôi như thế này, tôi như thế kia. Và người ta không hiểu được giáo pháp. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu lời Đức Phật dạy. Rồi cái từ Papang Papá là một cái danh từ trung thánh, chia theo chủ cách là điều ác, việc ác. Điều ác, việc ác. Điều ác, việc ác ở đây thì có 10 điều ác à? Sát sanh trộm, bất đồng ngữ đâu. Những điều ác qua thân, qua khẩu, qua ý. Điều ác, việc ác. Vậy ở trên đời này có ai không làm việc ác không? Không có phải không? Không có sao chúng ta để trách, trách cứ. À. Như vậy ngày nào mà chúng ta còn vô minh về tứ thánh đế, vô minh về khoảnh khắc này, thì mọi điều ác, mọi khổ đau vẫn cứ có mặt. Dầu chúng ta có là vị sư, có là cư sĩ hàng trăm năm, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Đó chỉ là những cái danh từ thôi. Ngày nào mà chúng ta không hiểu giáo pháp của Đức Phật trong đời sống hàng ngày từng chút một, thì không có gì hết. Chúng ta vẫn như những kẻ bình thường và thậm chí còn tệ hơn bình thường nhiều lắm. Nên là không có gì đáng cho chúng ta phải ngã mạn cả. Chúng ta học Phật Pháp để chúng ta chia sẻ một cách tốt đẹp nhất. Cái từ mê hay là cái từ á hăng, nó là một cái đại từ. Ở đây chia theo sử dụng cách là bởi tôi, là tôi. Còn cái từ cách tâm tí thì nó là một cái đồng bằng cái từ cách thăng cộng với ý tí. Cách thăng là cái căn, là căn, căn cấp. Và ở đây nó chia theo quá khứ phân từ nên là nó biến thể thành cách thăng. Trung tấn, chủ cách. Là đã được làm, đã được làm ở đây tức là cái bất thiện này nó tăng cường cái năng lực của nó từ trong ý, và nó đã phát ra lời chửi bới hay là phát ra thân đánh đập, đó nó gọi là tăng cường. Chúng ta biết là khi mà bất thiện á, mà nó phát ra lời, phát ra thân thì lúc này nó trở thành nghiệp đạo, còn nó ở trong ý thì nó chưa trở thành nghiệp đạo mà nó là phiền não thúc đẩy. Nhưng mà ở trong thiền định và trong thiền tuệ thì khi mà trí tuệ nó sanh ở trong ý thì nó đã trở thành nghiệp đạo rồi. Đặc biệt trí tuệ nó mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Nhưng mà nghiệp đạo của bất thiện nó phải qua thân và qua khẩu. Còn nếu nó ở trong ý thì nó mới đang hình thành của phiền não. Do vậy là Đức Phật dạy sao? Khi mà có bất thiện ở trong ý cần phải được chế ngự. Chế ngự ở đây bằng cách nào? Tức là phải hiểu chúng như chúng là, có chánh niệm tỉnh giác. Cái từ tí, ý tí, bất biến từ là như vậy, cho rằng hình thức chấm dứt một phần trích dẫn của một câu nói. Cái từ phi vô là một cái trạng từ hơn hay là xa hơn.
hơn hay là xa hơn. Cái từ đúc cách tinh, đúc cách tí là cái danh từ nữ tánh đối cách là đến khổ cảnh và khổ cảnh. Như vậy chúng ta thấy khi mà sân lên là chúng ta đã khổ rồi. Nó bóp nghẹt tim của chúng ta là thở không có được. Và nó cứ suy tư vào những cái cảm thọ trong người của chúng ta rất là khổ. Khi chúng ta có lỗi lầm với một ai đó, mà thậm chí lỗi lầm với mình thôi, một người có lòng tàm, lòng quý, thì chúng ta thấy là rất là khổ tâm rồi. Rất là tâm. Và chúng ta thấy khi mà đặc biệt ấy, thì cái phiền não nó rất là cơ hội. Khi mà có đối tượng ở đó mà sân hận lên rồi ấy, thì cái vô minh nó ở đó, nó che mờ hết. Nó che mờ hết tất cả. Và chính vì vậy mà những cái ác nghiệp nó được hình thành. Như vậy chúng ta thấy ngày nào mà chúng ta còn vô minh về năm uẩn giả hợp này, thì ngày đó cái địa ngục đối với chúng ta nó là thường hằng. Không có gì tốt đẹp cả. Chúng ta đừng có nghĩ chúng ta vào chùa, chúng ta tu, chúng ta này kia, chúng ta này kia, chúng ta phiền não nó không coi mình ra cái gì hết. Các bạn đừng có tưởng tượng, đừng có tưởng tượng, đừng có nghĩ rằng mình đắp y vị sư để mình, đừng có nghĩ là mình cư sĩ, mình có giáo pháp Đức Phật là mình ngon. Không có ngon cái gì hết á, chả có gì để mà ngon cả. Cái hiểu của chúng ta được bao nhiêu về giáo pháp của Đức Phật, hiểu được bao nhiêu về thực tại, không có gì ngon hết. Không có gì ngon hết. Ngày nào mà chưa đắc quả tu đồ quần là không có cái gì ngon lành hết. Đừng có tự hào bất cứ một điều gì cả. Ở đây không cho phép bạn. Chỉ cần một chút xíu thôi là bạn sẽ xa rời cái thế giới này và đọa xứ tức khắc. Nhiều lắm và rất nhiều. Khi mà chúng ta thực sự hiểu pháp thì chúng ta mới biết ôi, nhiều lắm là những chiếc áo nhà sư đoạt đầy. Nhiều lắm là những cư sĩ đọa đầy. Chúng ta phải luôn luôn phải biết điều đó. Phải luôn luôn nhắc nhở mình điều đó. Phiền não không có như chúng ta tưởng. Quý vị có khinh chê nhà sư không? Quý vị có không thích nhà sư này, không thích nhà sư kia không? Quý vị thích thầy của mình, ghét vị sư khác không? Quý vị nhìn vào cái tâm của mình đi. Đó là mình học đạo chứ gì, chánh kiến chứ gì. Khi nào mà chúng ta thấy được các pháp sanh khởi nơi tâm thì chúng ta không có đùa giỡn với vô minh nữa. Địa ngục ở đâu? Hành động của chúng ta, lời nói của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, các phiền não sanh khởi mà chúng ta không hề hay biết. Chứ ở đâu? Tiếp đầu ngữ đú là khổ, xấu, gá tí, găm căm của nó là căn găm, mà động từ, trung tâm, là cảnh giới tái sanh, gá tô. Găm, quá khứ phân từ, năm tấm chia theo chủ cấp, đã đi đến. Và chúng ta nên nhớ là không phải chúng ta đi đến địa ngục là khổ đau. Chúng ta đi đến cõi người này, chúng ta vẫn mang tâm địa ngục, vẫn mang hình thể của địa ngục. Nhớ như vậy. Chúng ta dư sót, chúng ta đi đến cõi người này, chúng ta vẫn mang tâm của địa ngục, vẫn mang cái gì, vẫn mang hình tướng của địa ngục nữa. Có những người sanh ra cái đầu thì rất là đẹp, nhưng mà cái thân như con thú bò bốn chân,
cái lưng nó quẹo không khác gì hết. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than rằng ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Và nhiều lắm, thời buổi bây giờ là rất nhiều những cái vị mà tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, đi đâu đó về chỉ 2-3 tháng, rồi bắt đầu mở thiền này thiền kia, dạy cho Phật tử nhóm này nhóm kia, mỗi người dạy một kiểu, từ đó phe phái và giáo pháp của Đức Phật bị hư hoại hết. Chúng ta không có để thời gian để nhìn lại mình, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mình có nhiêu đó, là mình làm những điều, và chúng ta thấy cái chư Phật tử cũng thấy điều đó, các ngài cũng thấy điều đó. Ai bây giờ cũng mở thiền dạy. Mà không có học hiểu lời dạy của Đức Phật, từng chút một để thảo luận, để hiểu rõ vấn đề. Thế tại sao các pháp nó đang sanh ở đây thì chúng ta không hiểu, thì chúng ta lấy cái gì để mà chúng ta đi cái gì, đi đâu đó để hiểu về giáo pháp? Ô, cuộc đời này nó rất là lạ thưa quý vị. Cách chúng ta đi tìm cái mà nó không sanh khởi, nó chưa sanh khởi mà lại đòi hiểu được nó, thì quả thật là trên đời này chỉ có vô minh nó mới làm cái chuyện đó thôi. Chứ trí tuệ nó không có làm cái chuyện đó được, phải không? Chúng ta phải nhớ một cái điều đó. Và ngài giới đức ngài nói là đây đau khổ, kia đau khổ, tâm người ác hạnh, muộn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đã vương, chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn. Như vậy đẩy cái danh sắc đó vào khổ cảnh, nếu là một cái thức nó đẩy cái danh sắc nó vào cái khổ cảnh mà chịu cái khổ đau đó. Như vậy thì chúng ta là cái người gì? Là cái người, nếu mà chúng ta là người con Phật thì chúng ta từ bi. Từ bi cái gì? Tại sao chúng ta phải từ bi về mình? Chúng ta thương chúng sanh, và chúng ta thương người kia đâu, mà chúng ta thương cái chúng sanh ở nơi thân tâm của mình nè. Chúng ta có lòng từ thì chúng ta tu tập chánh chi kiến để mà chúng ta giúp cái ngũ quẩn sau đó để đắc đạo quả, để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó, cái việc mà chi kiến đúng đắn làm là làm như vậy đó. Hợp lý không? Tức là chúng ta giúp những cái ngũ quẩn sau này để tiến lên, để thành tựu ba la mật, để giác ngộ sanh tử luân hồi, để cái ngũ quẩn nó trở thành A-la-hán, tịch diệt. Như vậy cũng chính là trí tuệ nó tích lũy thôi. Chứ không phải có tôi trong đời sau các bạn à. Không có ai trong đời sau à. Thế giới này chỉ có năm quẩn và bị chấp thủ thôi. Không có ai ở đâu hết. Chấm và hết. Đừng có mộng tưởng. Và nếu hiểu như vậy từng chút một thì chúng ta sẽ thấy được giáo lý vô ngã của Đức Phật. Ngày nào chúng ta chưa thấy pháp, chưa được gọi là quy y, chưa được gọi con của ngài, làm ơn hiểu thật là kỹ, nhớ như vậy. Ngày nào mà chúng ta thấy được pháp trên mắt, tai, mũi, nữa trong sinh hoạt, là chúng ta mới biết được ô, mình là con của ngài rồi, ngài là cha của mình thật rồi. Thấy rõ, biết rõ. Chứ mình đừng có nghĩ là mình quy y bằng cái danh từ đó thì mình là con của Phật. Không có đâu, đúng không? Mình không học pháp, không hiểu pháp chân chánh, bây giờ con của ngài đó, mà mình là cái tên tội đồ đó thưa quý vị, chứ không phải là con của ngài đâu. Đúng vậy, chúng ta phải nhớ. Và kính bạch chư đại đức tăng, câu kệ số 17 này thì được nói đến Đề Bà Đạt Đà. Và ở đây chúng ta thấy được rằng là ngài Anuruddha đó thì là em của ngài Mahakacchana, đúng không? Chúng ta có thêm một cái thông tin, vâng ạ.
Ngài Mahakacchana là anh của Ngài Anuruddha, đệ nhất về thiên nhãn thông. Nhớ điều đó. Thì chúng ta biết là Đề Bà Đạt Đa thì cũng là anh của Bồ Tát, anh mà vợ của Bồ Tát. Thì chúng ta biết là Ngài Đề Bà Đạt Đa đó thì lúc đầu á thì chưa có đi xuất gia. Và kệ Phước Cú này thì Đức Thế Tôn thuyết ra khi mà Ngài ngự tại Chitavana và đề cập đến Devadatta, và tiểu sử của Ngài Devadatta thì trong cái lúc mà sư nói Ngài á, tức là Ngài tu tập mà tới phần thiền đó ha, còn phần kia thì nói chung là sau đó thì đánh mất cái đó thì không không gọi những cái danh từ tốt đẹp. Thì tất cả trong kinh bổn sanh ở cha tới cá thì có rất nhiều mà chúng ta đã đọc rồi. Và chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa thì không muốn hại Đức Phật đâu. Chẳng ai muốn hại Đức Phật cả. Nhưng mà chúng ta biết không, ganh tị tật đố nó ở trong trong tâm của con người, nó đã từ vô lượng vô kiếp rồi. Nó lương lắm. Cái này nó sanh lên nè mà không có cái gì cản được hết á. Nếu mà cản được thì Đề Bà Đạt Đa đã không đọa xứ ha. Như vậy pháp nó do duyên mà sanh. Nên này, khi mà mình tích lũy cái gì đó, nó không có mất đi và nó truyền lại cho tâm sau, nên là nó đeo đuổi. Và chúng ta thấy đến khi mà Đức Phật thành bậc chánh đẳng minh giác rồi, mà Đề Bà Đạt Đa lại là người thân trong gia đình nữa, lại đi xuất gia nữa, nhưng không có tinh thần ủng hộ, cái tâm ganh tị nó không có biết bà con, nhớ nha, nó không có biết thân thuộc, nhớ như vậy. Nó chỉ biết chấp thủ, nó chỉ biết nó thôi. Nên là khi học pháp đó thì phải rất là rõ để mở nó ra, để hiểu về nó. Ngài Mahanama, ngài Anuruddha, xin lỗi, ngài Anuruddha là em ruột của ngài Mahanama. Mahanama. Thì chúng ta biết là ngài hoàng tử Anuruddha là một cái công tử. Ngài thường đi chơi này kia và ngài thường ngài rất thích ăn bánh của mẹ mình làm. Nên là mẹ ngài thương ngài lắm, ngài thích ăn bánh, bánh của mẹ làm ngon lắm. Thì một hôm ngài đi chơi thì nhà hết bánh rồi. Thì về thì hỏi nhiều lần nhưng mà sao? Nhưng mà mẹ nói rằng là hôm nay không có cái bánh nào hết á. Bánh không có. Thì ngài mới nói lạ, từ đó đến giờ ta không có bao giờ nghe cái danh từ này. Thì ngài nói là bây giờ ngươi phải nói mẹ rằng bây giờ ta muốn cái bánh không có đó. Thì do cái phước của ngài á thì ngài cho cái người đi về, thì cái người đó đi về thì quả thật là những cái bánh rất là thơm ngon. Được mang đến thì ngài ăn, ngài thấy nó rất là ngon, thú vị. Thì cái này chúng ta đã đọc qua rồi, sư không có nói tới nữa. Mấy cái này thì đôi khi ngài viết những cái văn từ nó rất là thấy. Ngài nói là 84.000 quyến thuộc của Đức Như Lai đi xuất gia, nhưng thực tế không có đông như vậy. Tức là cái bộ tộc vua chúa thời của ngài nó rất là nhỏ. Chúng ta đọc.
Thì trong cái lúc đó đấy thì rất là nhiều người trong hoàng tộc đi xuất gia, nhưng mà có còn những cái vị những cái công tử này thì chưa có chịu đi, như là ngài Anuruddha này, ngài Devarata này, hình như là sáu vị. Và sau đó thì dần dần rồi thì các ngài cũng đi xuất gia, những ngài Kim Bí Lá này. Thì rồi lúc bấy giờ thì Đức Vua Phát Đi Giá trong cái dòng họ Thích Ca đó thì hiệp với ngài Anuruddha, ngài Ananda, ngài Pha Gú, ngài Kim Bí Ná và Devadatta. Thì tất cả sáu cái vị sát đế nị này thì cùng với cái ông thợ cạo tên là ngài Ubani đó, mà sau này ngài là đệ nhất về luật tạng, là bảy người. Thì trong bảy cái người này ngày liên tiếp thì chung nhau là gom góp tiền bạc, tận hưởng mọi cái dục lạc, mọi cái thú vinh sang ở trong đời, như những là cái chư thiên ở cái miền cực lạc này. Thì đến ngày khởi hành đó, thì bảy cái vị xuất gia, bảy cái vị này xuất gia thì được quân binh ở trong nhà vua hộ giá và rất là rầm rộ và tiến đi, là y như là các cái đấng quân vương mà ngự du trong cái vườn thượng uyển và đi đến biên thùy. Thì bảy cái vị này ra lệnh cho những cái người hộ tống trở về, rồi cùng nhau lần lượt ngài vượt qua những cái giới tuyến và đi sang những cái địa phận của những cái quốc gia khác. Và nơi đây thì sáu vị hoàng tử cởi bỏ hết những cái trang sức và đeo trên mình và trở thành một cái, và kêu cái người thợ cạo và bảo cái vị Ú Ba Lý này là cái bạn hãy thu hết cái của này và trở lại cái xứ sở. Thì lúc bấy giờ đó thì ngài Ú Ba Lý đó sụp lại và khóc nóc biện diễn vì không có dám cãi lệnh mấy cái công tử này. Thì ông buộc lòng đứng dậy và xách những cái vật này lên vai rồi quay chân trở lại. Thì lúc bây giờ sáu cái vị vương giả đứng nhìn theo cái người thợ cạo, và ai ai cũng đều rất là lưu luyến. Và đây ngài làm hai cái vần thơ là: não lùng theo cảnh chi phôi, rừng cây ủ rột, núi đồi tang thương. Thì trên nẻo đường về thì ông vừa đi chậm vừa suy nghĩ rằng ngài Ú Ba Lý đó với dòng Thích Ca xưa nay vẫn có tiếng là hung hãn. Nếu họ tưởng lầm mình hạ sát các hoàng tử thì mà đoạt lấy của báu thì thế nào họ cũng giết ta và bỏ mạng, và lại các vương giả thích tử. Và nghĩ như vậy thì ngài cởi hết cái đồ trang sức đang để ở trên mình, đem treo lên những cái nhành cây và nói ai cần dùng thì cứ lấy. Rồi ngài hối hả quay trở lại theo các vị đi xuất gia. Và khi mà các vị thấy ngài cũng có lý quay trở lại thì các vị ấy ngừng lại hỏi và sao ngươi lại quay trở lại. Thì ngài Ú Ba Lý mới nói rằng bày tỏ những cái cảm xúc của mình, những cái nghĩ quyết định của mình như vậy thì các hoàng tử bèn cùng cho cái ngài đi theo và đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch với Đức Thế Tôn là dòng họ Thích Ca của chúng ta vẫn thường có cái tính ngã mạn, thì người này đã từng phục dịch chúng ta lâu năm, thì xin ngài hãy cho Ú Ba Lý xuất gia trước nhất trong bảy cái vị đó, và để chúng tôi cung kính lễ bái
để làm sư huynh, do hầu phá bỏ cái tính ngã mạn của chúng tôi. Và tiếp theo đó thì ngài Úc Ba Lý cũng được xuất gia. Và sau này thì chúng ta biết là trong 7 vị đó thì 6 vị đều chứng đắc đạo quả hết, chỉ có nếu bây giờ vị tỳ kheo đi quá đắp tá này thì chỉ có chứng được tứ thiền bát thông thôi. Và sau một thời gian á, thì khi Đức Phật ngự tại cái thành của Sâm Bí đó thì có rất nhiều đạt được những cái người ta đến, người ta thấy ân đức của Đức Phật với Chư Tăng, người ta phát tâm hoan hỷ nên người ta cúng rất nhiều những cái lợi lộc. Lợi lộc thì chúng ta biết hồi đó thì lợi lộc như là y phục vân vân thì phát sanh đến Đức Phật và các thánh chúng thì hàng ngày thường tính đến lượm lượp đến chùa đem theo những cái lễ vật trọng thể đến cúng dường và hỏi thăm Đức Thế Tôn ngự ở nơi đâu, thì ngài Sa Đức ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất ở đâu, hỏi ngài Maha Kassapa ở đâu, thì họ đi vòng quanh vào những cái chỗ mà có 80 cái vị thinh văn và luôn miệng hỏi thăm, thì các vị tỳ khưu nào cũng được mọi người săn đón nhưng mà không ai nghe hỏi về đại đức Đề Quá Đắc Tá ngồi ở đâu hoặc đứng tại đâu cả. Và chúng ta thấy thời nào cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sự ganh tị ở trong tăng chúng nó hơn gấp hàng trăm hàng ngàn lần ở đời. Chúng ta cứ nghĩ rằng thánh thiện, nhưng mà pháp bất thiện nó còn là như vậy. Mặc dầu đi tu chẳng có được cái gì hết, nhưng mà chỉ có một bà Phật tử thôi, có một đại gia thôi, là hai huynh đệ, ba huynh đệ là đã tương tàn rồi. Bà vô bà nói với ông này, bà không chào mình một tiếng, là tâm của mình nó sôi máu lên rồi. Bản chất của nó là như vậy các bạn ạ. Đừng có ai nói tốt cái gì hết. Chính vì vậy nó mới có chia rẽ lẫn nhau chứ. Nếu không thì giáo pháp của Đức Phật đã tồn tại vĩnh cửu rồi, đúng không? Nhưng mà không thể thế được. Nên giờ chính vì vậy chánh pháp mới biến mất. Và khi thấy không có ai lưu ý đến mình thì đại đức Ananda rất là tự ti mặc cảm. Và ngay như bản thân của chúng tôi cũng vậy thôi, thưa quý vị. Nó trải qua thấm thía lắm rồi. Khi được các cái ai đó cúng dường các ngài đó, mình cũng thuyết pháp quá trời, mình ngã mạn quá trời, mình cũng ganh tị sao mình không được như vậy. Đã trải qua lếm mùi đau khổ rồi nên Đức Phật dạy cái câu gì biết không? Cái kẻ nào mà còn danh lợi này kia mà không thấy được cái đó là thuốc độc á, thì làm sao mà qua bờ bên kia được. Đại đức rất là mặc cảm và nghĩ thầm rằng ta cũng đồng xuất gia một lượt với tỳ khưu ấy, họ là dòng dõi sát đế lị xuất gia, ta cũng là dòng dõi sát đế lị xuất gia. Chúng ta thấy rằng khi mà một cái sự ngã mạn, một cái ganh tị mà nó lên rồi, nó luôn luôn đưa những khái niệm vào. Thế sao họ được người đời săn đón trọng hậu? Úi dù ôi, một vị sư mà được những cái bà đại gia, mấy cô gái này kia mà với Chư Tăng mà che dù, che lọng, còn cái gì bằng nữa thưa quý vị. Đời đó như là thần tiên vậy đó. Còn ta thì không có cái ma nào động đến tên hết. Bây giờ ta biết ai là người mà ta có thể làm cho phát tâm trong sạch để họ cúng dường đến ta.
Mà chính những cái ý nghĩ thâm độc, độc hại nó sanh khởi này mà không có chánh niệm tỉnh giác vô minh nó che mờ tâm trí. Và khi ấy Đại Đức Devadatta mới tính thầm với Bimbisara đã đắc tu đầu vườn một lượt với 11 muôn vị tùy tùy gia trong buổi sơ ngộ và với Đức Thầy, tức là Đức Phật đó, thì ta không thể hiệp tác được với vua Kosana, ta cũng không thể liên kết, và chỉ có thái tử Ajatasattu Asathe. Và đến đây thì quý vị hiểu rồi ha. Và thế là bắt đầu mầm mống của ganh tị nó sanh lên, và Đề Bà Đạt Đa đã cấu kết với Đức Vua Asathe. Mà ngài Đề Bà Đạt Đa rất là nặng, không những mình đã phá hoại Đức Phật mà chính vì cái nhân duyên này lại đẩy Đức Vua Asathe, một vị vua mà phải giết cha của mình và lâm vào cái địa ngục đồng sôi. Mà cũng may là Đức Vua Asathe đã sám hối Đức Phật. Nhưng mà nó lại rất tuyệt vời, trong tiền thân có kể rằng hai cái vị này sau đó đều chứng đắc đạo quả. Đề Bà Đạt Đa sanh lên từ trong địa ngục, sanh lên này là trở thành Đức Phật độc giác. Thì chúng ta thấy là nghiệp quả nó bất khả tư nghị, cái bất thiện thì nó vẫn tích lũy theo bất thiện, phải không? Thiện thì nó vẫn tích lũy theo thiện, ba la mật nó vẫn tích lũy theo ba la mật. Như vậy để chúng ta thấy được rằng là cuộc sống này chúng ta không thể trốn tránh được phiền não, không thể trốn tránh được ác nghiệp, và chỉ có hiểu biết, hiểu biết, hiểu biết về chúng khi chúng xuất hiện như chúng là mà thôi, không có gì khác hơn được nữa để mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật không dạy cho chúng ta trốn tránh một điều gì cả. Đức Phật dạy giáo pháp hoàn toàn là vô ngã do duyên sanh. Và từ đó thì trở lại thì chúng ta thấy rằng là từ cái nhân duyên đó mà Đề Bà Đạt Đa cấu kết Đức Vua Asathe có được những cái năng lực thần thông thể hiện đó, sau đó thì cũng mất hết do ác nghiệp. Và rồi Đề Bà Đạt Đa tìm mọi cách để mà được nắm quyền tăng chúng, không nắm được thì tách ra khỏi giáo hội của Đức Phật và thành lập nên những cái nhóm tăng chúng riêng. Nên là chia để Bà Đạt Đa chia rẽ tăng. Sau đó mà thì Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục A Tỳ. Và chúng ta cũng vậy thôi thưa quý vị, không tốt đẹp gì cả. Chúng ta đã lăn trôi vô lượng trong sanh tử luân hồi rồi. Ác nghiệp của chúng ta như núi sông biển cả đang chờ ở phía trước. Chẳng có gì có thể không xảy ra. Nhưng mà người trí biết rằng có xảy ra chúng cũng chỉ là pháp. Nếu thật sự chúng ta hiểu lời Đức Phật dạy. Thì để cho chúng ta luôn nhắc nhở về rằng là chúng ta không có sợ chết, không sợ ác nghiệp, không tìm cầu ngày mai. Vì chúng ta không thể, hai cái thứ đó chúng ta không thể giải quyết được. Vô minh của quá khứ và hành của quá khứ chúng ta không giải quyết được. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày nó tốt, nó xấu như nào, chúng ta bị chém, bị đâm như nào, chúng ta không giải quyết được.
không ngăn cản được, không không có ngăn cản được. Ví dụ chúng ta có cái thân này rồi thì trong cái kiếp sống này nghiệp quả nó chỗ như nào? Chúng ta không có giải quyết được, bởi vì nó là quả của nghiệp mà. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, không không thể, không thể được. Nhưng mà phiền não có thể được tận diệt khi chúng ta phát triển được con đường tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy. Như vậy mọi đau khổ, mọi phiền muộn, mọi ác nghiệp nó sanh khởi không do ai cả, mà chính do vô minh về khoảnh khắc này. Có phải nếu như mà chúng ta không không thấy cái đối tượng thị giác đó, chắc chắn một điều nó không thể phát sanh lên cái sự ghét, sự thương, sự suy nghĩ chấp thủ về điều đó được. Nhưng mà có con mắt do duyên khởi thì không thể không có cái thấy và không thể không có đối tượng thị giác. Như vậy đối tượng thị giác nó không có làm cho ai khổ hết, bởi vì nó không thực sự là ai, nó không có quyền năng gì hết, nó là một sắc pháp vô chi ở bất cứ thời điểm nào trong vòng sanh tử luân hồi. Nó không phải là con người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà. Nếu không có một cái tứ đại ở đó thì chắc chắn là cái đối tượng thị giác nó không có mặt. Rõ ràng rằng là chúng ta đã cho cái đối tượng thị giác đó là đàn bà, đàn ông, là tôi, là của tôi, và suy nghĩ về nó với tà kiến chấp thủ lớn, tham sân khởi, sân sân khởi, si sân khởi, vô minh sân khởi. Như vậy không hiểu được đối tượng thị giác và không hiểu được cái thấy thì đó là vô cùng độc hại, phải không ạ? Vô cùng độc hại, vô minh mà. Như vậy thì chúng ta thấy vô minh nó không có trong cuốn sách, mà nó ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm của chúng ta. Và hàng ngày thì chúng ta vừa, chúng ta là người tu đó nha, người tu mà người tu tốt nữa đó, vừa một cái thôi, nhé lên chánh niệm một chút xíu thôi là vô minh đã ập tới rồi. Mà không có ai có thể ngăn cản được nó khi có duyên cho nó sanh khởi. Nhưng mà vô minh cũng có thể được hiểu như chúng đang là, đúng không? Nếu mà vô minh không được hiểu thì sẽ không có giác ngộ. Như vậy vô minh ở đây không phải là nó tối tăm mù mịt, mà là nó che mờ những thực tướng của các pháp. Do vậy nên là chúng ta cần phải hiểu về các pháp thì vô minh nó không che được. Nó không che được. Nó không che được. Nó không che được. Thì nếu mà vô minh mà nó được diệt, chúng ta thấy đối tượng thị giác này nó có phải là ai đó đâu để mà sân và nó diệt rồi. Mà mình sân với cái sắc pháp vô chi mà nó diệt rồi thì có đáng không? Thì có khổ đau hay không? Mình sân với cái âm thanh nó đã diệt rồi thì nó có khổ đau hay không? Mà hầu như tất cả thế giới này đang bị nó cuốn đi. Như vậy để chúng ta thấy, kể cả chúng ta có học hiểu đúng hay chăng nữa, cũng phải mất rất nhiều kiếp sống nữa mới bào mòn và mới thanh toán lợ lần với chúng được với con đường bát chánh này. Ở đây chúng ta có một cái bài học về Đề Bà Đạt Đa, và hôm nay thì chúng con giới thiệu với quý vị và chúng tôi chia sẻ với quý vị rằng chúng ta còn tệ hơn Đề Bà Đạt Đa rất là nhiều.
Ngài Đề Bà Đạt Đa như vậy, nhưng mà sau này thành Đức Phật độc giác. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là chúng ta có đôi khi còn luân hồi tới ba bốn vị Phật đấy, cũng chưa có thành nữa. Không có chắc chắn là chúng ta đó. Chính vì vậy là giáo pháp của Đức Phật còn, thì đó là điều tối thượng nhất cho chúng ta phát triển hiểu biết ngay ở khoảnh khắc này từng chút một. Và chỉ có cái đó mới đem đi suốt trong vòng sanh tử của chúng ta thôi. Chứ còn chúng ta có học thuộc lòng, có thuộc tam tạng kinh điển thì chúng ta không hiểu về khoảnh khắc này. Tất cả trong kiếp sau đều là dĩ vãng và không có gì đọng lại hết. Và nếu như ngày nào mà trí tuệ không có được phát triển thì nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than rằng ta làm ác đọa cõi dữ than hơn, đó là điều chắc chắn. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càng thất bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atuna diêm chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi, quý cô tu nữ, mong cho tất cả quý ngài quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu chi được lý tứ thánh đế. Phước lành này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, thông hiểu thấu rõ lời Đức Phật dạy, chứng đắc lý tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, vì sanh tử luân hồi là sa thu sa thu lần thầy chắc đại đức tự nhắn thông đọc cho quý trong màn hình. Con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân đại đức tự nhắn đã thuyết giảng pháp của số 17 đến hàng Phật tử chúng con. Con xin được kính thỉnh đại đức tự nhắn chúc phúc cho rum về đại đức minh hạnh đã rời rum rồi. Nam mô Phật Thầy gia. Và con xin được cung thiền đại đức tự nhận ạ. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha nupavena sada suthi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada suthi bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha nupavena sada suthi Bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lần thầy kính tri ân đại đức tuệ đa hoan hỷ chúc phúc cho rung sao tuệ pháp. Avatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sự hồi hướng. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng, cùng trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phương được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lẫn chung, hương đưa phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mà, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp
Trong room pháp của kinh chuyên đề sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng. Kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại room để học, để kinh và học đạo như thường lệ. Họ mong sự an vui, sự tiến hóa. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính chào tạm biệt. Con xin được đóng room.